một viên đá cẩm thạch màu đen huyền bí. Vào ngày 7 tháng 7 mang nó ném xuống sông Hồng, sẽ xảy ra hiện tượng gì? Chìm nghiệm. Trên khinh khí cầu có một chuyên gia thực vật, một chuyên gia động vật và một chuyên gia bom hạt nhân. Quả khinh khí cầu bị xì hơi, phải ném bớt một người xuống. Bạn đoán xem nên ném ai? Người nặng nhất. Có một người mà ai cũng tôn thờ nhưng lại chẳng ai muốn gặp, đó là ai? Chúa trời. Hai người một trước một sau đi trên phố, thấy một cái vỏ chuối, người đi trước đã cẩn thận bước qua, tại sao vẫn bị ngã? Người đi sau chụp vỏ chuối và kéo ngã người đi trước. Ăn táo mà nhìn thấy sâu bên trong sẽ rất ghê, nhưng nhìn thấy mấy con sâu là ghê nhất. Nửa con sâu. Dùng cách gì để mở khối Rubik nhanh nhất? Lấy búa đập. Một tên tội phạm bị kết án tử hình, hắn phải chọn một trong ba căn phòng. Phòng 1 là lửa cháy rừng rực, phòng 2 là những kẻ sát nhân có súng, phòng 3 là nhốt đầy hổ đã nhịn đói cả năm. Hắn phải chọn phòng nào mới thoát chết? Phòng 3, vì hổ nhịn đói cả năm đã chết hết rồi. Có một con chó rất lười tắm, vì sao nó không sinh rực? Chó thì sinh chó con thôi. Một con cua đỏ dài 50cm và một con cua xanh dài 30cm thi chạy, con nào sẽ thắng? Cua xanh vì cua đỏ đã bị lục chín. Con ếch rơi xuống giếng cạn sâu 30m. Nếu mỗi cú nhảy của nó cao nửa mét thì cần bao nhiêu cú nhảy mới lên được khỏi cái giếng? Giếng quá sâu, ếch không sống nổi mà nhảy. Trước mặt họ có 5 cái hang, trong mỗi hang đều có một con dê, tại sao nó lại vào cái hang thứ hai? Nó thích cái nào thì vào cái đó. Thank you, like, share and subscribe, please.